tương lai của phụ thành người bị thì Bob Cowtoy đã được dự đoán sẽ rất mờ mịt kể từ khi những tin đồn về việc chiến lược gia người Pháp Zinedine Zidane trở lại tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu bắt đầu rộ lên. Và trên thực tế, mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Trong thời gian Zidane còn dẫn dắt Real Madrid, ông đã rất ưu ái thủ môn người Costa Rica, Keylor Navas. Trước đây, chủ tịch câu lạc bộ Florentino Pérez đã đề xuất việc mua Kepa Arrizabalaga để thay thế vị trí của Navas. Tuy nhiên, Zidane ngay lập tức bác bỏ ý kiến này, bởi ông chỉ cảm thấy tự tin nhất khi người gác đèn 32 tuổi đứng trước khung gỗ. Nhưng khi chiến lược gia 46 tuổi từ chức vào mùa hè năm ngoái, Pérez lại tiếp tục động thái chiêu mộ một thủ môn khác, đó là Thibaut Courtois từ Chelsea với mức giá rơi vào khoảng 35 triệu bảng. Các cổ động viên Real cực kỳ chào đón màn ra mắt của thủ thành điện trai này. Chuyển nhượng 24/4, Pogba ra đi, mở. U chốt hai tân binh khủ, bom tấn 85 triệu gật đầu với Real Juventus muốn đưa về trung vệ của Real Madrid. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Los Blancos, Cowtoy thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà phải nhận nhiều trận thua oan ức. Vì thế, niềm tin người hâm mộ dành cho ngôi sao người bị cũng rơi dần sau màn trình diễn tệ hại của anh. Khi Zidane trở lại, cự thủ môn Atletico Madrid phải đầu bạc với băng ghế dự bị để nhường cơ hội cho Navas và Lucas Zidane ra sân. Bi kịch của Cowtoy chưa dừng lại ở đó. Theo tiết lộ từ tờ Libertad Digital, Zidane tuyên bố sẵn sàng bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ở mùa giải này, thủ môn người bị chỉ giữ sạch lưới 10 trên tổng số 32 trận anh được bắt chính và trong những phát biểu gần đây, chiến lược gia người Pháp cũng khá chắc chắn về việc đảm bảo vị trí chính thức cho Navas. Ông nói, tôi đảm bảo với bạn rằng năm tới sẽ không có tranh luận về thủ môn. Tôi nói với bạn điều đó ngay bây giờ. Nó sẽ khá rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đợi xem câu lạc bộ nào đang quan tâm đến thủ thành 26 tuổi trong thời gian tới. Có lẽ Zidane quyết định bán Cowtoy để có thêm nguồn kinh phí mua sắm trong phiên chợ hè cũng như tạo điều kiện cho con trai của ông, Lucas Zidane có cơ hội bắt chính nhiều hơn nếu như Navas không đạt được thể